Chợ đầu mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay mình cập nhật giá khoai lang Nhật quý vị và cập nhật giá nông sản trái cây rồi. Thì hôm nay buổi chợ mình đi chợ quý vị, lại một ngày làm việc bắt đầu quý vị. Bây giờ là 11:30, thì khoai lang Nhật này là cái loại nhỏ vậy nè quý vị là 22.000, cái loại lớn này là 26.000 và xin thưa bán từ 10kg đổ lên nha quý vị, là mới có cái giá yêu thương đó, chứ mà còn mua lẻ là không có giá nó sẽ mắc hơn. Khoai lang Nhật quý anh chị em hỏi cập nhật giá không mà cũng ít người mua quá quý vị, là mình cũng cứ đi vòng vòng hỏi anh em riết mình cũng ngại quý vị, hỏi mà không có mua hàng, hỏi riết rồi bạn bè anh em rồi nó trả lời mình riết nó muốn làm biếng. Cụ sáng này nhiêu vậy, nữa không hỏi nữa không, giờ không hỏi rồi sao chưa biết trả lời mà cập nhật được. Sắn dây 6.500, còn sắn cắt dây 7.000, nó đại luôn, biết trúng không, trúng không em? Chích cũng 6.500 luôn hả? Có dây 6.500 và cắt dây trụ lưỡi vậy cũng 6.500 luôn quý vị. Sao bữa bán mắc hơn chút quý vị, tùy theo sẵn. Anh nói tùy theo sẵn, 5.000 có luôn hả? Đúng rồi, nó vô giá mà. Siêu phẩm Củ Từ, wow, Củ Từ bự nha, từ nhiêu em? Củ Từ 23.000kg nha quý vị. Rồi chủ yếu là ra đây mình cập nhật giá củ từ với lại củ sắn rồi khoai lang Nhật, quan trọng là khoai lang Nhật á, bà con hỏi khoai lang Nhật dữ lắm quý vị. Biếu lô 10.000 hả? 10.000 hả? Biếu lô 10.000 quý vị, 10.000kg biếu lô. Đây là chợ đầu mối Hóc Môn quý vị, 11:30. Bây giờ này là chợ mới bắt đầu quý vị. Mình hôm nay mình đi mua vô trong chợ, mình mua cho khán giả mình một thùng táo để đem về ép nước táo rồi xoài miên. Thì mình đi đến đâu á là mình cập nhật đến đó nha quý vị. Chú Sim đó quý vị, rồi chú Sim đen đó quý vị, chú Sim miền Tây đó, bảo đảm mắc hơn chỗ mình bán nha quý vị. Không có chỗ nào mà bán cái giá yêu thương mà 5.500 ký đâu nha quý vị. Rồi 5.500, 6.500 là 6.000 là chỉ có mình có thôi, hàng mình là độc quyền siêu rẻ. Giá khoai lang Nhật của quý vị 22.000 ký, 26.000 đồng/ký. Táo quý vị, táo đá, táo mèo sorry, 27, 270 thùng, 270. Cái này hả, tôi cũng đang là tôi mua đó nè, bộ nhiều người bộ yêu thương nó dữ ha. Nhau mua đơn, mua đơn mà bạn già ra ngoài đó rồi không có hỏi giá được. Nhau mua đơn nhiêu thùng của bạn già? Nhau mua đơn nhiêu thùng à? Cái 400, 450. Đúng rồi, cái này 400, 450. Giống nhau một 400, 450 nha. 400 cái này 300. 300. 400, 400, 450. Táo gì? Táo, ao táo, thanh táo. Trong chợ quý vị,
lấy thùng á, càng thì mình lấy cái loại mới bạn. Để ra cho bạn hàng mình ép nước, toàn mua ở đây không có gì. Bạn hàng mình cũng dạng cũng siêu sao lắm, tay cũng chạy vòng vòng rồi, ta chạy vòng vòng rồi. Đó nàng nó xem á, cái này cái này vô thùng à? Lê sữa mà giờ nó mới à mới à, chưa cho giá lê sữa. Ồ, quá tại quá đã quá gì, siêu ấm quá gì. Vô đây trái cây ấy, quay gần gần vậy thì không thấy gì, mà hả quay xa thì đèn không. Đây là lũ Quân Anh nè, mặn cơm nè, lũ Quân Anh. Rượu Quân Anh nhiêu thùng ạ? Lũ 250 10 kg quý vị. Rượu lũ Quân Anh nè, giá thực tế nhất quý vị. Ủa cái đó khác cái này hả? Ủa khác này hả? Cái này là lũ tứ xiên nè. Lũ tứ xiên hả? Lũ này nó tới một rổ 450 bao nhiêu ký? 10 kg ruột. Rồi cái này 200 hay chưa cũ hả? Cái này á, này con 200 này 180. À 200 180. Mày ép đi chứ ăn chui không? Chào ép quá hả? Nhãn này nè, không biết nhãn này nhãn gì không biết. Xin chào ông chủ. Nhãn. Ủa nhãn 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 là nhãn 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 cho bò hả? À, nhãn long hả? Mười nó xe của người ta không nhớ xe mình nhớ xe người ta. Ê, nhãn là gì vậy thằng ạ? Ờ của bên đây hả? Của tụi nó bên đây. Nhãn này của ngắn hay ngắn? Thông bao nhiêu em? 20 hả? 20.000 ký hả? 20.000 ký hả ngắn? À thùng 20 ký hả? Thùng 20 ký hơn, thùng 20 ký hả chú? Rổ 20 ký. À, nó đại cái căn rổ tính tiền quá gì? 20.000 ký. Có mua nhãn thì gọi mình quá gì? Ô, cái siêu phẩm đó bán 5 ký có bán không ta? Xà miên kìa. Năm ký đi chưa? À, 5 ký ra chợ lẻ mua. Đó gì trời đẹp không? Siêu phẩm luôn á. Nhìn thấy cái thùng xài đi hết nổi luôn, mà có cái là khoảng 25 ký quý vị. Còn bạn hàng mình mua có 5 ký. Rồi tạm dừng ở đây, đi mua xoài biên chỗ khác. Quay đây cho bà con. Ôi chà, đẹp không? Tắt luôn. Siêu phẩm xài biên quý vị. Lựa hàng lựa luôn, 30.000 đồng ký. Lựa xanh, xanh mà cứng, cứng ngắt luôn. Lựa nha quý vị, lựa là có giá lựa. Yeah, anh em á, ta bán ngang vậy á là 26, còn mình lựa là phải chịu 30 quý vị. Đây nữa quý vị, này này như bạch anh Thanh, xe non đây 180 quý vị, xe non 180 một bịch. Mà chủ này bán với tú nữ thâm phức luôn. Tứ quý đó nhiều anh Thanh, tứ quý 66 này nè anh Thanh. Hả? 18.000. Cốc thái nhiêu bịch à? Hả? À, cốc thái 70. Rồi, hết. Chỗ anh Thanh có nhiều đó cái gì? Cốc thái 70. Xoài xoài miên lựa 30. Xoài tứ quý 66 đó là 18.000. Còn xoài miên hút ngang 26.000. Tình hình lên nó vậy. À, cà na nhiêu bịch à? Cà na 120, 12.000 đồng bịch cà na quý vị. Bên đây chị này chị bán bữa ăn nhiều lắm quý vị. Giá mềm, giá yêu thương luôn. Giá yêu thương. Lúc
trước không có mặn hồng đầu đá, nó mấy bữa không có mặn hồng đầu đá, rồi món ăn Phước cái ai cũng hỏi, giờ có là sao không ai hỏi mua giùm cái, bán hết cái chợ đầu mối Hóc Môn luôn, cứ hai chợ đầu mối Hóc Môn có cái thứ gì là mình bán được thứ đó. Coi vậy chứ mình mua chỗ nào mình hỏi giá cho đó quý vị. Mình cũng rất là muốn hỏi giá món này món kia cho bà con cô bác gần xa đó, sản xuất và người đang kinh doanh đó, được biết cái giá tại chợ đầu mối Hóc Môn. Nhưng mà mình hạn chế nha quý vị. Cũng may mắn là có khách hàng ủng hộ, rồi mình đi ra đi vô chợ mua món nào món kia đó, cũng tiện cho việc hỏi giá quý vị. Chứ không không mình hỏi giá là không ổn quý vị, thông cảm mình. Đây là bên trong chợ nha quý vị. Có bán lẻ 15.000 một ký thanh long hốt luôn đó. Nói gì họ để giá vậy thì cũng dễ rồi, mình đi đọc cho quý vị buổi luôn cũng được đó. Thanh long ở 15.000 là loại đó bình thường đó nha quý vị, chứ không phải loại đẹp. Rồi tiếp ra ngoài kia mua tiếp nữa quý vị. Rồi chanh dây nữa đẹp nha. Nhiêu bịch hả? 100.000 hả? Đem vô quyển nhà tính tiền hay đọc giá, đọc giá cho anh cập nhật luôn coi. Chăm dây 60.000 5 kg. Seri này nhiêu hả? Seri nhiêu hả? Seri 180 kg. Xài xài đeo hả? Đeo hả? 210 kg. Xài keo á hả? 20.000 kg. Wow. À đúng rồi. À, cốc này nhiêu hả? Cốc thái á. Cốc thái 7.000. Cũng vòng vòng chợ cũng giá nhiều quý vị. À, mặn hồng đào đá nhiêu bịch à? 250 bịch là 25.000 đồng ký mặn hồng đào đá nha quý vị. À, cái nhãn xuồng này nhiêu ạ? Nhãn xuồng 26.000. Thanh nhãn 50.000 quý vị. Thanh nhãn 50.000 ký. À, nhãn xuồng 26.000 đồng ký. Nhãn thái đó nhiêu ạ? Thanh kiệt hả? Là nhiêu? Hả? 18.000. 18.000 ký. À, măng cột đó nhiêu 1 ký à? Măng cột 30.000 đồng ký. Rồi video mình cập nhật đến đây quý vị. Ra hết. Hỏi hỏi Đài Loan nhiêu? 90.000. Hải Đài Loan 90.000. Ruby nhiêu em? Ruby 20.000 1 ký quý vị. Trân Châu nhiêu tiền ký? Trân Châu 15.000 đồng ký. Đài Loan 9.000. Nữ Hoàng hả? Nữ Hoàng 13.000. Rồi thông tin sơ lược vậy quý vị. Tắt bên kia nhiều ký biết không? Tắt 10.000 ký cảm nhận luôn. Chanh Đà Lạt đẹp 40.000 đồng bọc, không hạt 50.000 đồng bọc, đi dài dài đường cập nhật giá hết luôn, chỗ nào anh em để giá đọc hết. Hạt dẻ này lên giá phải không? Hạt dẻ là nhiêu mà lên giá? Hả? 60 à? 48 hôm bữa đó bán 48 là 60. Rồi, video mình cập nhật đến đây quý vị, nói vui vậy thôi chứ mình có thể cập nhật được những loại hàng nông sản nào mà mình có đi tới chỗ mình mua đó quý vị. Là mình cũng ráng hết sức để mình cập nhật cho bà con đó quý vị. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có hết ý nghĩa, qua xe này bị mấy chú dịnh rồi bởi vì tội nghiệp bà con không buôn bán coi vậy chứ đường hẹp đó quý vị. Rồi mấy chú dịnh lại là rồi nha quý vị. Rồi mấy chú dẫn đi giày bóp luôn bởi vì tội nghiệp không. Rồi, mấy chú dẫn giày bóp à. Mấy chú áo vàng với mấy chú áo xanh dẫn giày bóp rồi quý vị.
Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả video tiếp theo. Bye bye. Tội nghiệp quá, bị dẫn về bót luôn rồi. Quý một xe, xe anh này hả? Xe anh hả? Ôi, bởi vậy đi vợ bà con người ta bán người ta cực khổ, có xe vậy mưu sinh nữa. Cái chú dẫn về bót luôn à. Xe của anh này, xe anh này xuống hàng nông sản có gì. Chứ hỏi vậy chứ giờ bà con nghèo đâu phải có ai cũng có tiền mua xe tải có gì. Thì có phương tiện làm ăn vậy thì nó ngay nó cũng không có kiểu mấy anh cứ nói là không không đảm bảo an toàn giao thông đó có gì. Tội nghiệp lắm. Đó như anh kia giờ anh chắc vậy, giờ có chiếc xe Honda phải gồng phải gánh vậy chứ không để xe Honda chở con bịch cho nó gọn đâu có được quý vị. Cứ chắc lên chở chứ nó được cổ quý vị, nó mới đủ tiền xăng quý vị. Rồi cảm ơn quý vị đã xem video này. Chào tạm biệt, bye bye.